Và hay xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tùng MZ. Ok, thì chúng ta sẽ đến với series review mod ARK tập thứ 2 và tập này sẽ là Eternal. Thì mấy ngày qua là mình không có ra video cho các bạn, tại vì thật sự mà mình muốn ra lắm, tại vì có một số chuyện mà nếu mà các bạn theo dõi trên kênh của mình á thì các bạn sẽ nắm được tình hình là kênh mình kiểu như nó bị hack. Một thằng hacker bây giờ bá tánh nào đó nó ở bên Nga nó hack cái channel của mình, và nói chung là đội ngũ bên YouTube cũng phụ mình, nói chung là mình cũng đã tự lấy lại được. Thì rất là may mắn là chưa có bay được cái kênh, chứ không có bán kênh đâu nha anh em cứ yên tâm. Ok, thì ok, bây giờ chúng ta sẽ bước vào cái review mode Eternal. Và mình xin lưu ý là cái phần review mode Eternal này mình sẽ chia làm hai phần. Phần 1 mình sẽ review về khủng long và những item ở trong game, trong mod. Còn thứ hai là phần 2 thì mình sẽ review về cách chơi. Tại vì thực sự mà nói á, nếu mà với cái kinh nghiệm mà chơi ARK của mình lâu năm á, thì mình có đánh giá cho Eternal này một cái mod cực kỳ khó chơi. Nói chung là rất là đa dạng, nói về độ khó thì nó không khó, nhưng mà nói về sự đa dạng của khủng long, của cách chơi và những item ở trong mod á thì cực kỳ nhiều. Anh em phải biết là tôi để spawn ra được nhiêu đây thôi là cực khổ của tôi lắm biết bao nhiêu đâu. Đây là chỉ là hình như là nếu mà 10 phần hết á thì tầm khoảng tôi spawn ra khoảng chừng có 60% thôi. Ở ngoài cổng còn rất là nhiều nữa kìa. Mà tôi spawn ra không hết ha, tôi chỉ spawn vài con để tượng trưng ra cho anh em xem thôi. Ok, ok, chúng ta sẽ bắt đầu vào. Thì đầu tiên nói sơ về cái mod Eternal này. Cái mod Eternal này là đã có mặt ở trên Sword Shop rất là lâu rồi. Và trước mỗi video review á, thì mình nói luôn là đây là mình chơi trên nền tảng Steam, cho nên là có thể cài được mod. Còn những bạn nào đó chơi Rack và chơi Epic Launcher á thì các bạn, cái đó là mình chưa có chơi cho mình không có rành, mình không có hướng dẫn cho các bạn được. Ok, rồi đầu tiên thì để cài đặt được mod này trên Steam thì các bạn Shift Tab mở lên, không biết là thấy không, display luôn hả, what the fuck display, à không, đây hơi nhầm. Ok, các bạn Shift Tab, đè Shift và bấm Tab display lên, và ở trên đây có chữ Workshop. Các bạn bấm vào Eternal như tên. Mình sẽ kéo to ra cho các bạn dễ thấy. Thì đây là những version, đây là logo chính thức của mod Eternal. Thì rất là nhiều logo, thì các bạn không biết cài đặt cái logo nào thì các bạn lựa cái live version là cái phiên bản mới nhất hiện tại của Eternal. Còn những cái khác các bạn cũng có thể cài, nhưng mà cũng đừng quan tâm quá. Mình thì mình review cái nào thì mình quan tâm cái đó thôi. Thì đây, và mod này được update liên tục nha anh em, được update liên tục với thời điểm hiện tại đó là 18 July, là 18 tháng 7, và mới vừa đây thôi. Ok, và sau khi anh em cài, bấm subscribe, cài đặt nó vào, rồi anh em bỏ nó vào mod và chơi thôi. Và sau đây là cái phần review về mod. Ok. Thì bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ những con thú phổ biến nhất, nhỏ nhặt nhất, cho tới những con to lớn nhất nha anh em. Thì đầu tiên như anh em đã thấy trên cái icon, mình có để khi mà edit mình sẽ để lên một cái gọi là một cái sơ đồ về những hệ, những loại, những loài, những giống khủng long mà có mặt ở trong mod này. Thì đầu tiên đơn giản nhất đó là hệ Elemental. Hệ Elemental này được chia làm 5 hệ. Má giờ tôi đang rối với cái hệ với cái loại nè. Ok, mình quy ước là hệ là hệ Elemental, còn loài thì 5 loài. Ok. Đầu tiên là Fire. Hệ Fire này thì tôi đã spawn hết ra. Và tổng cộng có bao nhiêu con thì chúng ta vào cái tủ đồ này chúng ta sẽ có thông tin hết. Tại vì tôi bon nhiều quá tôi phải ghi chú lại. Ok, mở tủ đồ này ra và đọc Element Fire, Elemental Fire. Số lượng 32 con. Hiệu ứng
là hiệu ứng lửa. Khi mà các bạn đánh thì các bạn quá rành về những cái hiệu ứng này rồi. Anunnaki cũng vậy, những cái mod kia nó cũng vậy thôi. Đánh thì nó sẽ có hiệu ứng gây cháy. Cách tem thì chỉ có là bắn xỉu và cho nó ăn thôi. À, khủng long ăn cỏ thì cho nó ăn trái cây. Nó cũng hơi vô lý nhưng mà ok, các anh em cứ tin đi. À, và khủng long ăn thịt thì cho nó ăn thịt đùi. Ok. Đây đây là tất cả mình bon ra, đầu tiên là mình bon tất cả, còn những cái con những phía sau không phải là chỉ có nhiêu đây thôi mà mình chỉ bon tượng trưng. Ok. Đây mình sẽ sơ qua cho anh em xem. Nếu mà nói về đánh giá về sức mạnh giữa Anunnaki và Eternal hay những cái mod khác thì mình mới review lâu quá, mình không review mod, mình chỉ đánh giá giữa hai mod Eternal và Anunnaki. Trước mắt về cái skin của những con thú đi hệ lửa thì mình thấy nó xấu hơn so với Anunnaki, anh em có đồng ý với điều đó không? Nó hơi bị đỏ mà kiểu như đỏ ké, nhìn nó không có nịnh mắt cho lắm, nó không có, nó hơi bị chói mắt, đại khái là vậy. Có con rồng thì hơi bị giống Ray ha, hơi bị giống Ray, đại khái là tụi nó cũng copy qua lại thôi, nếu mà không copy thì nó cũng trùng ý tưởng, đại khái là vậy thôi. Anh em thấy không, T-Rex này đúng má xấu luôn. Con T-Rex này nó giống như con T-Rex Alpha gốc ở trong game ARK luôn, chứ không phải là nó tự mod hay gì cả, nó chỉ sơn đậm thêm tí nữa thôi. Và xung quanh thì những cái con này nó có hiệu ứng kiểu như khói lửa, đại khái là vậy. Đây đây chim này ghét nhất là con chim này, con chim này bản gốc người ta đẹp cực kỳ, qua đây nó sơn đỏ ké luôn, nó không thấy cái viền gì luôn. Ok rồi, và chúng ta sẽ bước qua cái loại thứ hai, đó là loại Elemental Ice. Elemental Ice vào cái này thì chúng ta sẽ rõ. Elemental A với số lượng 12 con rất là nhỉnh hơn so với hệ Fire, tại vì không phải là loại nào nó cũng có số lượng bao nhiêu đó con, nó sẽ chia ra là bao nhiêu đó con thì tao bốc khoảng 12 con để tao làm A thôi, nó bị giới hạn lại số lượng con ha anh em. Hiệu ứng của nó là làm chậm và rút máu. Cách thêm nó là cũng là giống như là file, đó là bắn xỉu và cho ăn, làm chậm và rút máu thì rất là đặc trưng của hệ file rồi. Hệ file này thì mình nhìn nó khá là ok hơn so với hệ hệ Ice này, nó khá là ok hơn so với Anunnaki, nhìn nó khá là được đẹp. Tổng cộng gồm có 12 con. Nếu mà nói về review thực sự, mình phải nói là một review mà có tâm nhất luôn, đó là mình đã kiểu như đã review được cái đam của nó, cách hiệu ứng của nó. Thì thực sự mà nói là ở trên trang chủ của Eternal, ở chính thức của nó nói á, là cái hệ này á, là chỉ làm chậm, có thể slow và stun, có nghĩa là làm choáng đối phương, nhưng mà ở trong đây thì nó không có làm choáng, nó chỉ làm chậm mà thôi. Và hiệu ứng rút máu nó cũng giống như hiệu ứng thiêu đốt, nó không phải là giống mà kiểu như nó bị rút máu lại à nè, mà rút máu nó hơi bị căng nha, căng hơn so với file luôn đấy. Tiếp theo là loại Eternal Lightning, Elemental Lightning với số lượng 32 con, hiệu ứng Dam Turbo và stun 5 giây. Trên trang chủ là như vậy nhưng mà thực tế là nó không có stun 5 giây, nó chỉ đánh và không hề có làm chậm ha, không hề bị stun luôn. Con này thì dùng để thêm, nó đánh ra turbo, nó cũng giống như hệ Poison mình sắp review tới, thì nó cũng đánh xỉu, dùng để đánh xỉu những cái con mà mình muốn thêm, chỉ đơn giản thế thôi. Tiếp theo là Poison. Poison thì cái tên nói lên tất cả rồi, hệ độc này thì với số lượng là 32 con giống như hệ Fire, và hiệu ứng là tăng turbo, nó không có hiệu ứng làm chậm cũng như là không có tune gì luôn. Cách tem như trước, tôi làm biến của tôi đánh chữ như trước thay vì tôi đánh chữ bắn xẹo cho ăn. Ok. Tiếp theo nữa là một giống loài mà không mấy thịnh hành, không mấy ưa chuộng ở trong Eternal, đó là hệ Skrulls. Cái này á, thì nhìn nó cũng không khác gì so với những cái con mà bản gốc, nhưng mà
Điểm khác duy nhất của nó là nó thêm cái hiệu ứng khối lửa trên lưng, cũng giống với lại là mắt mắt màu trắng, chỉ đơn giản vậy thôi. Và tổng số con này là 10 con, một con số khá là nhỏ nhoi. Hiệu ứng là giảm tốc độ, máu, thể lực và một số hiệu ứng khác trong 10 giây. Thì đây tôi sẽ cho anh em thấy được là cái hiệu ứng nó như thế nào. Thì tôi giải thích thôi, chứ bây giờ mà tôi spawn ra một con mà tôi đánh đó, thì nó cũng không có cho anh em thấy được cái hiệu ứng chính xác được. Đại khái đó là khi mà anh em sử dụng một con skill Elemental skill đánh đánh một con thú khác, thì nó sẽ gây cho con thú kia là giảm tốc độ, vết thương sâu, kiểu như là máu nó rỉ rỉ ra ở dưới chân á anh em, và thị lực giảm. Cái này là đối với layer thì nó sẽ thấy rõ hơn. Và một số hiệu ứng khác, đây tôi sẽ dời cái webcam lên cho anh em coi. Khi mà chúng ta đến gần nó như thế này, à không không không, tôi bỏ Infinity Star cái đã. Cái này hình như là tùy con tùy loại, thì hình như là tôi nhầm một cái con loại nào đó nữa rồi, nhưng mà đại khái là nó sẽ có tổng tổng cộng ở trong ARK nó có 10 hiệu ứng. Thì khi mà đánh á, thì nó sẽ random ra một hiệu ứng nào đó ở trong 10 cái hiệu ứng đó. Ok, tôi che nó lại cái đã. Rồi, ok, tiếp theo nãy giờ mình review cũng hơi bị nhanh ha. 1 2 3 4 5, 5 loại. Và hệ loại cuối cùng ở trong hệ Elemental đó là một hệ cũng khá là hiếm hoi, có thể là hình như là đây là lần đầu tiên tôi thấy là hệ này. Và lúc trước tôi chơi rất là nhiều mod Eternal rất là nhiều lần rồi, tôi review một lần mà tôi chơi khoảng chừng 3 4 lần mà tôi chưa hề biết là có hệ này. Có thể là trong thời gian tôi nghĩ là nó update thêm. Cái hệ này nó khó đọc nè, tôi phải ra từng chữ tôi đọc cho nó. Hệ Radio Kinetic. Ok, Radio Kinetic. Hệ này thì như thế nào thì tôi quên rồi, để tôi đọc trong ở trong cái note của tôi ghi lại. Radio Kinetic Elemental tổng cộng có 10 con và hiệu ứng là bảo vệ khỏi tia bức xạ. Các tem thì đánh xỉu và gì, một số thêm bằng mist thường và một số thêm bằng mist alpha. Ok, cái hệ này nó khó một điều đó là ví dụ như tôi nhớ không lầm là tôi trong mod cái trang chủ của Eternal nó nói về cái hệ này thì nó không có nói là về cách tem. Tôi phải bắn xỉu một con và tôi thử, thì trong khi đó thì tôi tem con Spino trước mặt anh em đây, thì tôi tem bằng alpha mist chứ không phải là một cái mist đùi bình thường. Thì đấy, và một số con thì có thể tem được bằng được mid đồ bình thường, thì nó khá là cao cấp hơn về cách tem thôi. Còn về đam đọt hay là chỉ số sức mạnh hay là mạnh mẽ gì đó thì mình tôi nghĩ là nó cũng ngang ngang với mấy cái hệ hồi nãy tôi review thôi. Ok, và một cái mà khá là hay nếu mà anh em nào chơi ở DLC Aberration, một DLC dưới lòng đất á, thì anh em mà muốn lên mặt đất á, anh em phải mặc đồ bảo hộ đúng không? Thì thay vì anh em mặc đồ bảo hộ cho mình hoặc là cho thú hay gì đó, thì anh em cởi những con này lên thì nó sẽ tránh được những tia bức xạ ở trên đó và sẽ không bị mất máu khủng long lẫn mất máu mình. Đại khái là như vậy. Tôi chưa có chơi mod này ở trong DLC Aberration nên tôi không biết. Tôi sẽ review sơ về thôi. Ok. Như vậy là chúng ta vừa qua xong tổng cộng 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 hệ 6 loài ở trong hệ Elemental. Và chúng ta sẽ bước qua hệ cao cấp hơn một tí, hệ vượt bậc hơn một tí, đó là Alpha. Đây đây anh em thấy không, cái dạng Alpha. Anh em đừng có thắc mắc là tại sao tôi bon lộn ra hai con T-Rex nha. Anh em nhìn kỹ đi, hai con T-Rex này nó khác nhau đấy. Đây, Eternal Alpha Poison Rex và Eternal Alpha Lightning Rex. Đó, nó khác nhau là cái chỗ đấy.
hát bọt lại chỗ đấy. Ok, chúng ta cùng đọc nốt của mình ghi lại nào. Má, mình giống như là mình đi trước một bước á, cái sau này cũng là mình nhưng mà với giai là con cháu để ông bà mình để lại, sau là mình phải đọc là vậy á, không? Ồ, có hai nốt luôn anh em ơi, có hai nốt luôn. Alpha thì số lượng là 47. Hầu hình như là cái hệ Alpha này là cái hệ mà với số lượng khủng long nhiều nhất. Tại vì đây là đặc trưng của Eternal rồi. Nhắc tới Eternal mà không nhắc tới Alpha, mà một con thú mà vừa cam vừa vàng mà rất là khá là đẹp mắt đi, có hiệu ứng cháy nổ khối lửa nữa, thì đó là biểu tượng của Eternal rồi. 47 con. Hiệu ứng thì không có hiệu ứng gì cả. Cách thêm thì miễn dịch với Strand bình thường, và cần phải có Dino Element Poison hoặc Blighting và Alpha Strand. Ok, có thể anh em đọc anh em cũng không hiểu gì. Và giết một con Alpha có thể... À đây đây đây, từ từ tôi sẽ review về cái note 1 trước rồi tôi sẽ review về cái note 2. Thì đại khái là như thế này. Anh em có thể thấy là khi mà mình chơi một cái mod nào đó cũng như là trên bản gốc á, để bắt được một con thú thì anh em cần phải, một á là dùng súng, dùng cung độc để bắt nó cho nó xỉu. Và đó là nói chung, còn nói riêng ở trong mod Eternal này á là anh em sẽ dùng hai giống loài, đó là Poison và Lightning, để dùng hai con này, hai loại này để đánh xỉu con Alpha. Thì ở trong đây á mình ghi á là không bên đây lộn tìm bên đây đó mình ghi á là nó sẽ miễn hiệu ứng với những cái trang bình thường. Trang bình thường ở đây là những cái trang như là đắc, đây viên đạn đắc đây ha, viên đạn đắc đỏ, hoặc là biotoxin, hoặc là bla 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 gì đó. Thì những cái viên đạn này, nó khi mà bắn nó thì nó sẽ không lên tower. Anh em phải dùng, một á có hai cách, một là dùng khủng long để đánh nó, đó là hệ Lightning và hệ Poison hả mình nói. Cái thứ hai là anh em sẽ dùng đắc, những cái đắc mà cao cấp hơn, những cái viên đạn mà với sức công phá mạnh hơn thì anh em mới có thể bắn được xỉu nó, đại khái là như vậy. Như là Eternal Poison đắc nè, Eternal Alpha Poison nè, viên đạn này dùng để thêm Alpha nè, đại khái là như thế. Và chế tạo nó ra và bắn nó thôi. Còn những thứ yếu hơn thì nó sẽ miễn nhiễm luôn, nó không có lên nhít. Và khi qua tới cái nó thứ hai á, khi mà anh em giết được một con Alpha thì có 10% anh em sẽ xuất hiện với một loại mới, đó là hệ Vrim mà chúng ta sắp bước tới. Thì hệ Vrim thì chắc chắn là anh em nghe tên là biết là nó cao cấp hơn so với Alpha rồi, đúng không? Thì để khi mà anh em chơi ở trong một cái map mà với cái số lượng spawn thú ra nó rất là thấp, thì để kiếm được một con Vrim để nâng cấp thú lên thì nó rất là khó. Thì anh em phải đánh đổi giết một con Alpha để có một con mạnh hơn để tèm. Thì đó là hệ Vrim. Chúng ta bước vào kho đồ của hệ Vrim. Hệ Vrim này tổng cộng 39 con. So với hệ Alpha hồi nãy là 47, đúng không? Alpha là 47, 39, 47. Nó không có cách nhau bao nhiêu cả. Nó trừ ra những con thú mà có thể là nó ghét thôi, nó không thích thì nó không bỏ vô thôi. Hiệu ứng thì là miễn hiệu ứng với Elemental, Dino Poison và Lightning. Ok, ngắt cái khúc này được rồi. Có nghĩa là khi mà chúng ta dùng hai cái hệ quỷ đó, Poison và Lightning, ví dụ như mình lấy con Allosaurus đi mà đánh mấy con quỷ này, đéo lên turbo. Ok. Và trang thường hồi nãy mình đã nói rồi, khi giết một con Vrim có 10% spawn ra ngay lập tức một con Vrim Dino khác, là có tỷ lệ spawn ra tôi động sao anh em có hiểu vậy, đúng rồi, tôi đâu cần phải giải thích nữa. Cách tem là bắn xỉu nó và cho nó ăn Anistase tem, là một loại thịt. Hình như là một loại thịt đó, tại vì cái icon nhìn rất là giống thịt. Đây đây đây, hai cái này là hai miếng thịt thăn nè.
Được chế tạo ra từ Alpha Mist, Dino DNA, Dino Hex, Eternal Remix, nói chung là bla 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 bla, rất là nhiều, rất là khó để chế tạo ra. Thì cho anh em thấy, cho anh em biết được là để tem được một con phim nó cực như thế nào. Ok. Ok, nó đã hết. Và bây giờ chúng ta sẽ qua một cái loại. Bây giờ loại nào đây ta? Đây, cao cấp hơn một tí nữa. Đó, nãy giờ là tôi đi từ thấp tới cao cho anh em dễ phân biệt nha. Maestro. Spectral này tôi đéo hiểu làm sao. Lúc mà tôi chơi Eternal cách đây 2-3 năm á, nó đéo có. Nhưng mà tự nhiên nó đẻ ra rất là nhiều nha. Eternal này nó đẻ ra nhiều cái ý tưởng mà tôi phải nói là chưa bao giờ tôi thấy cái hệ nào mà nó hãm như cái hệ này. Chỉ đơn giản là xấu thôi. Tôi thấy nó sao sao đấy. Kiểu như là thủy tinh mà nó ra không ra thủy tinh, mà là pha lê nó không ra pha lê, mà nó giống như mấy cái thạch rau câu á anh em. Ok, chúng ta cùng đọc nó nào. Với số lượng Spectral Dino 11 con, hiệu ứng là mạnh hơn Vrim thì chắc chắn rồi. Và khi mà giết thì có 10% xuất hiện. Khi giết Vrim á, thì cái loại này sẽ có 10% xuất hiện. Thì nói sao ta, theo mình đoán á, tại vì mình cũng có nghiên cứu và mình đọc nó rồi, hầu như con này nó không có spawn ra tự nhiên, nó phải đánh đổi, cũng giống như Alpha lên Vrim thôi, nó sẽ đánh đổi bằng một con Vrim, giết một con Vrim để có được một con Bestro xuất hiện thôi nha, xuất hiện đây thôi nha, còn tem được hay không là chuyện của bạn. Ok, xuất hiện ra thôi. Thì cách tem của nó thì knock out nó bằng Alpha và Vrim Elemental. Đây đây đây, cái phần này là cái phần quan trọng đây. Knock out nó bằng Alpha và Vrim Elemental. Alpha thì anh em đã nghe rồi và Vrim anh em cũng đã nghe rồi, nhưng mà tại sao có chữ Elemental ở đó nữa? Elemental là cái dạng mấy cái dạng tép riêu này mà, tại sao lại phải có Elemental ở trong đó? Thì đây là lý do mình spawn ra hai con Styrex. Thì ở trong mỗi Alpha và trong mỗi hệ Alpha và Dream á, nó sẽ có một cho tới hai con, nó sẽ chia ra làm hai hệ, và trong đó thì nó sẽ có một con T-Rex Alpha mà hệ nha, hệ Poison à, chứ nó không có một con duy nhất là Alpha T-Rex à, nó sẽ chia làm hai con. Để con này dùng để làm gì, lý do nào mà nó là tạo ra hai con? Chỉ đơn giản là để nó dùng con T-Rex Alpha này để đánh xỉu con Vrim, và dùng và ở con Vrim á, hệ Vrim á, nó sẽ có một cho tới hai con nữa cũng là hệ Poison và hệ Lightning, để dùng con Vrim đó đánh xỉu con Spectral. Đại khái là như vậy, nó sẽ cho anh em những cái đường rất là nhỏ để anh em từ đó anh em biết mà anh em vận dụng á. Chúng ta không cần phải chế tạo những cái viên đạn làm gì cho mất công, cứ nhắm tới mục tiêu là T-Rex Alpha cái là mình quất con Vrim, cái là mình ráng mình kiếm được một con Vrim Alpha, Vrim T-Rex Poison, cái nữa là mình quất con Bestial là được luôn à, không cần, chúng ta không cần phải dùng đạn để bắn nó nhiều à, cái nào nó cũng có cái cách của nó hết. Và cho ăn cái loại thịt thăng hồi nãy mình nói. Ok, và tiếp theo chắc là mình sẽ review tới Infernal. Infernal tổng cộng có 19 con và hiệu ứng của nó là mạnh hơn Vrim. À, nếu mà tại vì có thể là trong lúc mình spawn ra mình để nó ở đây á, mình quên là mình ghi chú lại cho nó, cho nên là có thể là cái hệ Infernal này nó sẽ mạnh hơn hệ Bestro luôn nha anh em. Có thể là mạnh hơn và nó không có spawn ra trong tự nhiên. Cách tem của nó là Evolved từ Vrim bằng Infernal Poison, nhấn X. Ok, thì mình sẽ giải thích cách tem của nó cho anh em hiểu. Đó là khi mà các bạn, ví dụ tôi đang có một con đây, một con Gigant đi,
một con Vrim Gigant. Ok, và bây giờ tôi sẽ chế tạo một cái lọ. Đây, một cái lọ chế tạo. Không không không, cái lọ này không đúng. Tôi nhớ tôi có đặt tên cái lọ này nè. Evolution. Không không không, để tôi coi lại cái nó thôi. Tôi quên cái tên của cái lọ đó rồi. Infernal Potion, ok, Infernal Potion. Chính xác là đây. Đây, tôi sẽ tìm cách tôi chế tạo cái lọ này. Và khi chế tạo xong, tôi sẽ bỏ vào bên trong inventory của Vrim Gigant. Ha, bỏ vào bên trong của inventory của Gigant. Sau đó tôi sẽ cởi nó và tôi nhấn nút X là tự động. Tự động. Một cách thần kỳ nào đó, một cách magic nào đó, chúng ta đã có một con Infernal Gigant mạnh hơn. Ok, còn cấp độ thì tôi chưa tính tới cái việc đó. Magic chưa? Con này thì không có xuất hiện trong tự nhiên, anh em phải cố gắng mà bắt những con Vrim. Ok, anh em thấy không? Bên Infernal có 19 con, bên đây 39 con, có nghĩa là cái phần Infernal nó mạnh, nó rút gọn lại. Chứ trong xe một anh em nghĩ đâu phải là nó tạo ra để cho mình tôi chơi, nó tạo ra để cho nhiều server chơi. Nếu mà server con nào nó cũng mạnh thì thôi dẹp mẹ server rồi. Ok. Ok, mình vừa review xong tất cả những con khủng long ở đây và bây giờ chúng ta ra ngoài. Chúng ta ra ngoài còn rất là nhiều con khủng long để chờ đón anh em nữa. À, thề luôn rồi, tôi anh em thấy là tôi review khủng long tầm khoảng chừng 30-40 phút mà tôi spawn ra khoảng chừng 3-40 tiếng luôn á. 30-40 tiếng luôn á. Ok, bên phải và bên trái trước, tôi nghĩ là bên bên trái trước tại vì tôi đi theo thứ tự spawn ra. Chúng ta đến với một hệ, đó là hệ God, một cái hệ mà tôi đánh giá cái hệ này làm chả có tâm tí nào, anh em thấy không? Cái gọi là cái gì ta, cái lớp da của khủng long á, hình như là nó sơn lên thôi chứ nó không có làm gân guốc hay là nó làm cái gì á. Nhìn nó rất là xấu, nhìn nó rất là xấu nhưng mà nó mạnh. Ok, nó mạnh. Để coi coi camera tôi còn bao nhiêu phần trăm. Tôi còn 2% thì tôi sẽ tắt camera nha anh em. Má nó ngốn pin dữ rồi ta. Ok, tôi ẩn camera lại cái. Rồi, bây giờ chúng ta đến với hệ God. Hệ God này tổng cộng có 5 con, cho nên là 5 con thôi, cho nên mình spawn ra một cái vèo là xong. Hiệu ứng của nó là spawn ra từ skill, à có nghĩa là spawn ra từ bằng cách là giết Vrim và Spectral. Vrim và Spectral hồi nãy mình có review rồi đó. Trừ God Saber. Ok, điểm danh nha, điểm danh nha. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè. Hình như con này mấy ta quên rồi. 5. Như vậy là còn thiếu cái con God Saber đúng không anh em? Con God Saber là một con trong những con bị lỗi nhất ở trong mod này. God Saber nó thuộc loại mà nó còn kinh khủng hơn một cái nhân vật mà đình đám mà idol nhiều nhất cái ARK và cái series mà tôi làm đấu trường luôn á. Cho anh em từ đây tới đó mà anh em đón chưa được là anh em dở lắm luôn á. Tí nữa tôi review tới là nhắc là anh em biết liền à. Ok, thì bỏ qua con God Saber đi. God Saber là một con bị lỗi, spawn nó ra là nó quýnh bất kể ai luôn, mặc dù mình đã tem nó rồi, ngay cả mình nó còn quýnh mà. Thì hiệu ứng của cái cách tem của nó là bắn xỉu cần Vrim Elemental và Strength Vrim. Vrim Elemental. Vrim Elemental. Tôi nghĩ là cũng giống như là cái cách tem của nó đánh nó xỉu bằng cách là dùng một con khủng long hệ Poison và Lightning ở trong hệ Vrim để có thể đánh xỉu tụi này và tem cho nó ăn thịt. Ok. Đây và sử dụng một cái loại súng như thế này. Strang Vrim. Đây Eternal Vrim Poison Duck.
Ok, dùng hai cách đó để hạ gục nó. Tiếp theo action. Action này là nhìn tổng quan tôi thấy nó xấu quá xấu. Những mấy con bên trong á, ngày làm còn thấy được được ha, đẻ ra nhiều á, riết rồi kiểu như cái skin nó làm không được đẹp nữa, nó không, nó hết ý tưởng rồi nè, nó hết ý tưởng thiệt rồi. Cái gì có hình mặt cười ở đây nữa nhờ. Action Dino tổng cộng có 15 con. Mỗi con lớn sẽ có một con minion. Ok, tổng cộng là 30 con. Mỗi con lớn nó sẽ có một con minion. Ở đây tôi không có spawn ra con minion, nhưng mà anh em cứ hiểu là cứ một con mammoth thì sẽ có một con mammoth action mammoth minion. Con khỉ đột thì có khỉ đột minion, Dodoret thì có Dodoret minion, thì tất cả đều có minion hết. Minion là con nhỏ hơn thôi chứ không gì hết. Hiệu ứng của nó là được spawn ra từ Eternal Spot Summoner. Summoner Random Level. Đây, spawn ra từ Eternal Boss Summoner là cái trụ này đây. Eternal Boss Summoner này. Thì khi mà anh em, đây là một công trình nha anh em, chứ không phải là một đồ vật. Đây là một công trình. Anh em tạo nó xong thì anh em có thể đặt ở dưới đất. Khi đặt ở dưới đất á, nó cũng giống như là những cái version gốc mà anh em khi đi đánh boss vậy thôi. Nó sẽ có một cái trụ cao to đen hoi như thế này, trụ cao như thế này, và ở dưới sẽ anh em sẽ đặt những cái thứ cần thiết như là những cái đầu, những cái vật dụng móng tay của con Utyranus, răng cá sấu, da cá sấu gì, răng cá mập hay bla bla gì đó. Anh em bỏ vào đầy đủ đồ, anh em sẽ spawn ra được nó. Spawn ra được thôi nha, tem được hay không là một chuyện khác nữa. Ok, cũng giống như chúng ta đi đánh boss vậy thôi. Tiếp theo là đến hai con này, nó hơi lẻ lôi. Ok, xem nào. Đến nào Dino. Hai con ba hệ là sao? Là trong cái loại này thì nó sẽ có hai con chủ đạo, đó là con Wyrm và con Gorilla. Và con Gorilla thì nó sẽ có ba hệ, với giống như là hệ màu đỏ, giống như hồi đó anh em tôi rất là, hồi đó tôi rất là bị cuốn bởi những cái con này, đó là nó sẽ có màu đỏ, màu xanh dương và màu xanh lá, đại diện cho ba hệ là hệ lửa, hệ băng và hệ poison. Đại khái là vậy, trước mặt anh em là hệ poison. Hiệu ứng là tạo ra bằng cách Revolve Grim hoặc là Infernal Wyrm. Unknown Gorilla. Cái này thì tôi không có thể giải thích được anh em, tại vì nếu mà giải thích thì nó rất là rối. Tôi sẽ bóc đại một con Wyrm để tôi giải thích cho anh em hiểu được là cái hiệu ứng của nó cũng như cách tên của nó như thế nào ha. Là khi mà anh em đang sở hữu trong tay một con Infernal hoặc là con Grim Wyrm thì anh em có thể tiến hóa nó lên thành con Unknown Poison. Tất nhiên là con Unknown Poison này nó sẽ mạnh hơn so với con Grim và con Infernal. Và để được tiến hóa như thế nào thì trong phần sau tôi sẽ hướng dẫn một cách cụ thể cặn kẽ cái cách mà tất cả anh em có được tất cả con thú ở trong mod Eternal này. Và một đặc biệt đó nữa là cái hệ Unknown này á, nó có tổng cộng 6 con đi ha, mình chỉ có thể spawn được ra hai con thôi, còn những con kia nó bị lỗi, nó không boss ra được. Thì cũng đó là một điều khá là đáng tiếc cho anh em không thể chiêm ngưỡng được. Mình 6 con mà mình bon đúng được có hai con thôi. Cây vải cái đái. Ok, bên kia hết rồi, thì chúng ta qua đây. nói làm sao đây ta? Má, trong đây tôi chắc chắn là tôi không có bỏ gì trong đây hết á. Làm sao đây ta? Má, làm sao để nói ra cái hệ này? Ok, anh em chờ tôi một tí. Tôi sẽ cho anh em xem lại các bạn, người bạn idol cũ của chúng ta.
Ui, đừng, no, fuck, fuck no, ui, Animin bớt ơi, má nó mới ra mà mình chưa kịp tem nó là nó dậy rồi. Fuck no. Ok, fine. Đây, thì anh em thấy như cái con Titan hồi nãy, tên là Titan God. À, Titan God. À, con này phải nói là nó to nhất món luôn á. Phải cái đáy này chứ. Hình như nó gấp gấp rưỡi á, 1,5 với lại gấp 2 gì đó so với con Titan gốc. À, con Titan God, Adamine Burst và Bionic Giga nó nằm ở trong một cái phân khúc, một cái giống loài có tên là Special, có nghĩa là đặc biệt. Thì nó không thuộc dạng gì hết, tại vì đây là những con không có trong tự nhiên, không được spawn ra. Eternal làm cho nó chỉ là để vui thôi, mình nghĩ là như vậy, chứ nó không được spawn ra, nó cũng không có cách nào để làm ra nó cả, đại khái là như thế. Cho nên là mình nghĩ là không, riêng về cái con Titan God này có thể spawn ra tự nhiên, nhưng mà Adamine Bird này chắc chắn là không có thể rồi, tại vì nó quá đỉnh của đảng. Mà một điều anh em, nếu mà anh em có theo dõi cái review mode Anunnaki đợt trước á, anh em thấy, anh em có nhớ mình nói là những con Arentavis ở trong phiên bản cũ á không thể cởi được, cũng như không làm gì nó được, nó giống như là God vậy, nó có thể đi xuyên tường hay là mình có thể đi xuyên nó và nó không có chạm bất cứ ai hết, và cũng không thể là thuần hóa nó được luôn. Nhưng mà ở trong Eternal nó lại khác, tất cả những con Arentavis ở trong Eternal này á đều cởi được, đều đụng chạm được. Như vậy cho thấy là tại vì Anunnaki nó không sửa thôi, chứ lại những cái con chim cũ nó vẫn còn hoạt động rất là tốt, đại khái là vậy. À, đây là những con special, những con đặc biệt thì chúng ta không tính tới, mình chỉ review qua sơ sơ vài con thôi. Thật sự nó rất là nhiều con, nó tầm khoảng chừng 20 hay hai mấy con á. À, mình bỏ ra ba con đại diện dòng họ hai bên là được rồi. Một con Force nữa là, đây là một con special nữa nè anh em, một con special luôn. Và chúng ta đến với cái hệ có thể nói là cuối cùng ở trong cái clip này, tại vì thực sự mà nói là còn còn khoảng chừng một hai hệ mà mình, tôi nghĩ là nó không đáng, cho nên tôi không review thôi, không có gì cả. Tôi bởi vì tôi review, nếu mà trọn gói ấy, tôi review nãy giờ tầm khoảng chừng 80% thôi, là tính là khủng long thôi đó nha. Ok, thì đây là những con, nó chết cha, mấy con này là nhìn tên lạ quá ta. Ok, biết rồi, đây là cái hệ Stribeel, có nghĩa là sao ta, kiểu như cống vọt á anh em. Thường thường tôi hay đọc là tribute là đó đấy, nên tôi ráng tôi google dịch cho anh em cho có vẻ như là tri thức, nhưng mà tôi đéo đọc được cái từ đó, khó vãi cái đái luôn. Thì đây là cái hệ mà cũng giống như là cái hệ đặc biệt của một trong những cái hệ đặc biệt của Eternal, mình nghĩ là mình có nó, à không nó luôn. Tổng cộng có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 con, chính xác là 8 con. Và đặt cái tên rất là nghe rất là đã tai. Cái gì? Midnight Shadow Girl. Bóng đêm gì? Bóng bóng đêm giữa đêm gì đó. Đại khái là tôi chỉ biết Midnight là giữa đêm thôi, nghe là thi teo giấy rồi đó. Sky Rider. Crazy Demonic Wolf. Cái này mới ghê nè. Space Panda. Panda là gấu trúc đó, cái này con gấu trúc tôi hả trời. DOA nữa. Thì có nhiều cái hiệu ứng đặc biệt ở trên những cái con này. Bây giờ tôi review thử cho anh em xem luôn. Tôi rất là thích thú với những cái hiệu ứng của con này, những cái con này. Thay vì anh em bấm chuột phải, ở chuột trái nè, chuột phải ha, hai chữ C gì đó,
như thế đúng không? Thì nó sẽ có hiệu ứng chữ X nữa. À control chứ, lộn lộn, tôi control. Ghê không, ghê không, ghê không? Đỉnh của đảng không? Ghê không, ghê không? À, thấy gì không? Nó spawn ra lính đó nữa. Ok, ví dụ như là con hình như là con nào ta? Con refill này đi. Có một số con có hiệu ứng đặc biệt. C. Ui, ghê không, ghê không? Chữ X, cái này là tùy con nha bạn, các bạn. Có con chữ X, có con control, và bây giờ mình bấm chữ X cho anh em xem. Tôi lay only chưa ta? Tôi lay rồi mà. Tôi cũng chả biết là nó làm cái gì nữa, nhưng mà tôi biết mà nó đẹp rồi thôi. Ok, tiếp theo là con này. Con này thì giống như là mình bật bật cheat like vậy anh em. Vậy đó, muốn bài đi đầu bài. Vậy đó. Bật cheat bài vậy đó. Muốn bài đi đầu bài vậy đó. À đây đây, con này thì phun độc. Bắn độc. Vậy đó, ai muốn làm gì làm đó. Phun độc chơi vậy đó. Còn rất là nhiều con có hiệu ứng đặc biệt, nhưng mà mình không tiện review nhiều. Tại vì thời gian còn lại chúng ta sẽ đến với những item. Thì bây giờ Dino đã xong rồi, bây giờ chúng ta tới item á. Item thì mình không hứa chắc là mình sẽ review 100%, 100% về những cái item ở trong đây, nhưng mà mình đại khái là mình spawn ra bao nhiêu thì mình review bấy nhiêu đi. Tại vì item nó nhiều quá, nó rộng lớn lắm. Cái mod này nó kinh kinh khủng luôn á. Chúng ta đầu tiên đến thư mục weapon, thì chúng ta sẽ có những cây súng, giáo giáo thường, giáo độc, lại là giáo độc, một cây kiếm, một cây giáo, một cái boomerang, những cái pick, mấy cái pick này thì chắc chắc là tôi không review đâu hết, tại vì nó quá là nhàm rồi. Đây tôi sẽ đem qua hết để tính tiếp. Rồi và bây giờ thì tôi sẽ thử trước đi. Tôi sẽ kéo cái này nó to to lên cho anh em dễ thấy cái item. Đầu tiên là giáo độc. Hiện tại giáo độc này có tên là Immortal Dream Poison Spy. Đại khái là khi mà cũng giống như cái tên nó thôi, chọt thì nó sẽ ra độc. Hình như nó không có hiệu ứng so với những con này thì phải. Nó chỉ so với những con hệ bình thường thôi. Như vậy thì tôi sẽ bon ra một con T-Rex. Review hẳn luôn cho anh em xem luôn. Cấp trăm thôi. Ok, anh em tôi hiểu không? Thôi, ghê. Hai chọt thôi mà 10.000 mấy rồi, gớm vậy. Hai chọt mà 10.000 mấy tôi mù. What the fuck, mạnh dữ bay. Stack Railgun. Thì đây là những cái Railgun này thì chắc là tôi nghĩ là anh em biết luôn rồi. Chỉ cần bỏ Elemental vào thì chúng ta có thể bắn được. Và bây giờ sẵn thì tôi sẽ lấy đạn luôn. Element. Đây, bỏ vào. What the fuck. Chắc là tự nạp rồi, tự nạp. Rest đây và đây. Ghi in the RAM. Ok, lên đạn. Oh, what the fuck. Cái súng này là nó chạy bằng element, đúng rồi mà nhờ. Đúng rồi, element. Thôi chịu rồi nè. Chúng ta đến món thứ ba đi. Đó là Eternal Strength Spear. Cái này thì nó cũng là chọt ra turbo thôi. Ôi, cũng ngất ngư luôn. Ok, tiếp theo. Eternal Spear. Cái này thì cũng giống như Eternal thường.
Và tiếp theo đó là những cái spy poison rất là quen thuộc luôn, chả có gì để review. Chọc mấy cái xỉu. Boomerang, ở đó giờ tôi mới cầm được một cái boomerang nè. Bây giờ tới tôi thử coi như thế nào. Strike. Ok, đây 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 đây. Ui. Ui. Chém ba cái chết ngắt. Rồi, chúng ta đến cái Immortal Rifle Spear là cái cây pha lê. Thử rồi. Cây này có vẻ yếu hơn cây kiếm anh em. Ok, nó có vẻ yếu hơn cây kiếm. Boomerang này thì chắc là... Ui. What the fuck? Ảo à. Vãi cái đấy. À, đây, tiếp theo là Mulitun. Cái cây này tôi cũng chả biết là làm gì. Nó có thể làm đa nhiệm vụ hay sao, vừa đập đá mà vừa... khi mà tôi cầm được cái cây này á là kiểu như là tôi chỉ có thể xem góc nhìn thứ ba thôi, tôi không có xem góc nhìn thứ nhất được. Còn con này đang xỉu hả? Ok ok. Cái stack grind này chắc anh em đã biết rồi. Stack dragon này chắc là anh cũng đã biết rồi. Tôi vứt hết đồ rồi đã. Blending Beastone, cái này tôi có thử một lần, nhưng mà tôi không biết công dụng của nó như thế nào. Tôi chỉ biết là nó bắn đùng đùng mà không mất máu thôi. Tôi cũng chả biết là nó như thế nào nữa. À, cái này rất là hay, tôi muốn giới thiệu cho anh em nè. Đó giờ không biết là nó có ở trong phiên bản gốc không, nhưng mà có thể là mod hay là phiên bản gốc thì tôi cũng chả quan tâm, tôi chỉ biết là nó hay thôi. Đây đây đây, đây là cái súng bắn lưới. Mát đã luôn. Cái súng bắn lưới. Và tiếp theo là để ủa còn rất là nhiều đạn nè anh em. Chắc là tôi sẽ nghĩ là tôi review qua sơ qua thôi, chứ nếu mà bây giờ review từng loại đạn nè không biết tới chừng nào, nhưng mà nó cũng không có ý nghĩa quan trọng gì nữa. Đây, 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 tôi cho anh em coi nè. Ui ghê không, ghê không, ghê không. Chết liền, đứng yên chỗ liền, nó đứng hơi lâu luôn á anh em. Cái lửa, cái lưới có chút xíu mà đứng ngay mỏ luôn mà đứng hơi lâu đấy. Ok, chúng ta quay về với weapon. Và tool. Tool này thì đây là những cái vật dụng như là drill, lưỡi hái fiber, pick, lưỡi hái fiber, vẫn là drill. Cái này cây roi, lưỡi cưa. Tất cả những cái món này không phải là ở trong ARK gốc mà mình đem vô đây nha. Có sẵn ở trong Eternal luôn. Có sẵn ở trong Eternal luôn. Cái này là cái ống nhòm Rifle Bolt nè. Đây là một cái khi mà anh em muốn để một con thú nào đó vào, dành cho anh em nào chưa biết. Giống như là quả cầu Pokemon vậy đấy. Chỉ cần thu phục nó vào thôi, và khi mà muốn spawn nó ra thì chỉ cần thải nó ra là nó ra thôi. Nó rất là hay. Này chúng ta có thể xem. Ui. Ui đã vậy. Rất tiếc là chúng ta không thể nào mà xem được turbo của nó ha. Ok. À,
cái này là Oiza giống như mật ong, Scott này là cái gì mình cũng chưa có tham khảo được, Eternal Spylight nữa nè. À ở đây thì chúng ta có Eternal Bylass thì chúng ta có thể thấy được tô bồ máu các kiểu này nọ đam đọt. Và có sẵn một cái sách hướng dẫn ở trong cái Spylast này luôn nha anh em. Khi mà anh em không biết chơi game hoặc là không biết con đó tem như thế nào thì chúng ta có thể rà vào bằng cái Eternal Spylast và nó sẽ chỉ cho anh em cái cách mà những cái hiệu ứng cũng như là những cái là con mà có thể tem được hay không. Nãy giờ mình chưa review xương. Đại khái là những con xương này được spawn ra trong tự nhiên mà chúng ta không thể nào mà tem được nó, chỉ cần giết nó thôi để lấy được xương của nó. Đây, chúng ta có thể ra vào. Hay hay đấy, hơi bị hay đấy. Số 3 này là cái gì mình cũng chả biết nữa. 20 element rewards Scott hả? Mình đâu có đủ 20 element cho nên là thôi. Như vậy là chúng ta đã xong cái phần weapon và stone rồi. Bây giờ chúng ta đến ammo. Đạn dược. Đạn dược thì tổng cộng thì trong đây á, nhiều nhất cái loại đạn nhiều nhất á, đó là loại đạn đất. Đạn dùng để tem thú tới hẳn 4 5 loại lận. Thì mỗi cấp độ thì hồi nãy giờ mình nói là nó không có hiệu ứng cho những cái con những cái viên đạn poison mà loại thường, thì mỗi cấp độ thì anh em sẽ lựa loại đạn khác nhau. Ví dụ muốn tem con Vrim thì anh em sẽ lựa loại đạn Vrim, Alpha thì lựa loại đạn Alpha, và những con bình thường thì sẽ lựa loại đạn này là poison duck thôi, nó không có Alpha hay Vrim gì cả. Còn những cái còn lại thì chắc là có thể là trong quá trình chơi thì anh em sẽ nghiệm ra, hoặc là xem mình chơi cũng có thể như vậy. Trust thì đây đây là những cái trust, những cái cột summoner mà hồi nãy mình có nói đề cập tới, những cái hòm đồ, máy nấu sắt, một cái bàn workbench của món Eternal. Còn những thứ còn lại thì mình vẫn chưa nghiên cứu tại mình chưa có chơi, mình chưa có biết. Item vật nè. Thì khi mà anh em chơi thì anh em sẽ thấy những cái vật phẩm này rất là thường xuyên. Tại vì khi mà anh em giết được một con Elemental hoặc là chứng kiến nó chết á thì anh em vẫn được nha, những vật phẩm này, vẫn được những vật phẩm này. Ok, còn gì nữa hay không? Thuốc. Đây đây là những loại thuốc đây, má review hoài không hết luôn. Thuốc thì đại khái tên của nó thì nó nói lên tất cả rồi. Với ví dụ như là XP thì anh em cắn vào thì anh em sẽ lên được XP. Stamina Potion uống vào thì sẽ hồi phục stamina. Sex Chain có những loại thuốc rất là hay, ví dụ như là Sex Chain nè, Baby Potion nè, hoặc là Mating đâu rồi, mình nhớ có loại Mating. Horse Poison. Để mình xem Horse Poison này là cái gì. Ăn vô nó sẽ nóng hay sao? Infinity Star số 3. Ui nóng, ăn vô nóng anh em ơi, ăn vô nóng. Đúng chất rồi nó luôn. Ok. Thì những cái loại đó thì dành cho mà anh em mà muốn mà kiểu như là dùng khủng long mà để đẻ ra những cái thế hệ mà baby mà nó phát triển hơn á, thì chúng ta sẽ dùng những cái lọ đó cắn nó vô một cái là tự động những cái con đó nó lớn nhanh như thỏi, nó chịch là nó đẻ liền ngay lập tức. Tại những cái server á nó không nhất thiết là giống mình, nó sẽ chỉnh cái thời gian giao phối cũng như thời gian đẻ con, thời gian lớn của baby nó rất là chậm. Thì khi mà có những loại thuốc này rồi nó sẽ tăng tốc độ nhanh hơn. Thuốc timing, đây đây là những loại thịt timing đây. Pick up. Cái này không được à, không được thì thôi. Còn gì nữa hay không? Ok, cuối cùng cũng đã hết rồi.
Thì cảm ơn anh em đã xem video này và đừng quên để lại một like giúp cho mình tạo động lực làm tiếp phần sau của Eternal và những cái mod khác nha. Nếu mà anh em có ý kiến gì về cái mod Eternal này á thì cứ mạnh dạn comment bên dưới, và có thiếu sót gì về cái phần review của mình á thì anh em cứ comment và mình sẽ mấy nay mình rất là siêng và rất là thả tim hết cho anh em cứ comment mạnh dạn lên. Ok. Thì phần sau mình sẽ làm review về cách chơi, cách tem từng con thú, từng giống loài, từng bla bla gì đó cho anh em xem. Ok, bye bye anh em.